Võ sư con nhà giàu ra chiêu tàn độc với tài xế xe ôm chỉ vì 30.000 đồng, bị bệnh tâm thần. Xin chào các bạn đang theo dõi PKT, kênh tiểu sư tử tù giang hồ người nổi tiếng. Ngã võ sư con nhà giàu theo học trường quốc tế, từng giành huy chương bạc môn võ Jiu-Jitsu tại một giải quốc tế diễn ra ở Singapore. Ra chiêu tàn độc với tài xế xe ôm đáng tuổi bố chỉ vì 30.000 đồng. Những tưởng cậu ấm con nhà giàu phải trả giá cho hành vi tàn nhẫn của mình. Sau một năm, gã được đưa đi chữa bệnh tâm thần theo diện bắt buộc. Đây là một vụ án có thật xảy ra ở thành phố Hồ Chí Minh. Trong video này, chúng tôi xin phép được thay tên nạn nhân để tôn trọng cuộc sống của họ và gia đình. PKT xin khẳng định video này hoàn toàn không có ý khơi gợi lại nỗi đau của những người trong cuộc. Tài xế xe ôm tử vong bất thường. Vào khoảng 2 giờ 45 phút ngày 23 tháng 2 năm 2016, Điện thoại trực ban của đội cảnh sát hình sự công an quận Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh nhận được tin báo có một người đàn ông tử vong trước số nhà số 29, hẻm 212, cư xá Cửu Long, phường 22, quận Bình Thạnh. Sau khi tiếp nhận thông tin, công an quận Bình Thạnh đã cử lực lượng tới hiện trường tiến hành khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ. Tại hiện trường công an thu thập mắt kính vỡ, tờ tiền 200.000 đồng. Trong người nạn nhân không có bất cứ giấy tờ tùy thân nào. Tại hiện trường nạn nhân là người đàn ông trên 50 tuổi, mặc áo khoác màu đỏ, trên cổ có vết hằn kiểm tra camera an ninh trong hẻm, đội điều tra phát hiện nạn nhân trước khi tử vong. Điều khiển xe quay màu đỏ đen chở một người thanh niên vào trong hẻm sau đó giữa hai người xảy ra cự cãi. Được một lúc người thanh niên này sử dụng một thế võ lạ tác động vào vùng cổ nạn nhân đến ba lần cho tới khi nạn nhân gục hẳn rồi nam thanh niên này lục giấy tờ ví tiền điện thoại và leo lên xe máy bỏ đi. Hình ảnh của đối tượng không rõ ràng chỉ có một chi tiết đáng lưu ý là thanh niên mặc áo thun trắng quần ngắn có ba sọc và chiếc túi thể thao. Qua xác minh, công an xác định nạn nhân có lý lịch như sau. Tên thật Lưu Thanh Sơn, sinh năm 1955, quê quán, phường Thủ Thiêm, tạm trú phường Bình Trưng Tây, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh, nghề nghiệp lái xe ôm. Ngay lập tức công an quận Bình Thạnh cùng các đơn vị nghiệp vụ của công an thành phố lập tức đến hiện trường ghi nhận sự việc và tổ chức điều tra truy xét. Qua camera quan sát gần đó, cơ quan công an nhận định đây là một vụ sát hại xe ôm cướp tài sản. Hung thủ là cậu ấm con nhà giàu giỏi võ. Chiều 23 tháng 2 năm 2016, một nguồn tin của công an phường 22 quận Bình Thạnh cho biết, đã phát hiện chiếc xe của nạn nhân xuất hiện tại bãi xe tại tòa nhà Jermaner 1. Tổ công tác lập tức đến hiện trường, hình ảnh trích xuất từ camera của bãi xe ghi nhận hình dáng của người đem xe vào gửi, giống như mô tả của tổ công tác. Bảo vệ ở đây cho biết hình ảnh là một võ sinh của câu lạc bộ võ thuật Jisu nằm bên trong tòa nhà Jermaner Tiến hành làm việc với câu lạc bộ võ thuật và giả soát toàn bộ 600 căn hộ của hai tòa nhà, tổ công tác xác định nghi can tên là Nguyễn Hoàng Minh sống tại một căn hộ cùng mẹ và em trai. Sau khi dò hỏi được biết Minh bị cận và có đeo mắt kính, nhưng một số nhân chứng trong tòa nhà cho biết hiện tại không thấy Minh đeo. Dữ liệu trên phù hợp với những gì thu thập tại hiện trường, tuy nhiên thời điểm hiện tại nghi can không có mặt ở nhà đến 12 giờ ngày 24 tháng 2 tổ công tác phát hiện Minh và mẹ đang nói chuyện với một khách nước ngoài tại một quán cà phê trên đường Lê Duẩn quận 1. Thiếu tá Trần Ngọc Đoàn đội trưởng đội cảnh sát hình sự công an quận Bình Thạnh cho biết do trong quán cà phê có rất nhiều khách nước ngoài nên tổ công tác không thực hiện kế hoạch bắt nóng vì sợ kinh động du khách và ảnh hưởng đến quán cà phê. Ngoài ra Minh còn là một võ sinh môn Jujitsu nên nếu bắt nóng mình sẽ gây phản kháng ảnh hưởng không tốt đến du khách nước ngoài. Khi quán bắt đầu vắng khách, tổ công tác lập tức áp sát và mời Minh về trụ sở để làm việc. Kiểm tra trong người của Minh, tổ công tác phát hiện thẻ gửi xe tại bãi xe B1 tòa nhà Germaner 1. Sau khi kiểm tra thẻ xe, nhân dạng của Minh đã hiện ra trong camera. Trước bằng chứng trên, Minh đã cúi đầu nhận tội và khai nhận toàn bộ sự việc. Trong đó mẹ của Minh quá bất ngờ nên ngất xỉu tại chỗ. Đầu tiên cùng tìm hiểu về lý lịch của hung thủ, Tên thật Nguyễn Hoàng Minh, sinh năm 1996, quê quán quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Được biết Minh sinh ra trong gia đình giàu có là cậu ấm được nuông chiều từ bé. Mình có bố là người gốc Singapore, mẹ là người Việt Nam. Từ nhỏ Minh đã được gia đình cho theo học tại các trường quốc tế và môn võ Jiu Jitsu, môn võ du nhập từ Brazil. Do học trường quốc tế từ nhỏ nên Minh nói tiếng Anh rất lưu loát, thậm chí còn thạo hơn cả tiếng Việt. Minh từng là một võ sinh giành huy chương bạc môn Jiu tại một giải quốc tế diễn ra ở Singapore. Tại thời điểm gây án, Minh đang là võ sư tại phòng tập của chung cư Germano 1. Giáng người cao giáo, nước da giá trắng sáng, gương mặt đẹp trai, nói tiếng Anh lào lào, đã từng đoạt giải võ thuật quốc tế. Mới nhìn Nguyễn Hoàng Minh, có lẽ ai cũng có thể nghĩ thanh niên này đã ra tay với một người lái xe ôm vì mâu thuẫn khi thanh toán tiền xe 30.000 đồng là con số quá rẻ để Minh lấy mạng người đàn ông tội nghiệp. Lúc mới đầu khi bị triệu tập đến phòng tạm giam công an quận Bình Thạnh do chưa biết tin người tài xế đã chết, mình vẫn tỏ ra khá thoải mái, cười nói khi kể lại mọi việc. Dù cũng đã qua những gì mình kể còn khá nhiều điều có phần mâu thuẫn cần cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ. Tại cơ quan công an minh thừa nhận mọi hành vi của mình, gã võ sư con nhà giàu bày tỏ sự ân hận khi biết tài xế xe ôm đã tử vong dưới những đòn cước của mình. Khám xét trên người mình, cơ quan điều tra phát hiện chiếc thẻ giữ xe gắn máy của nạn nhân vẫn để trong túi áo nghi phạm. Sau khi khám xét nơi ở và phòng tập võ, cơ quan điều tra đã phát hiện và thu giữ được toàn bộ giấy tờ bên trong chiếc ví, đồng hồ điện thoại của nạn nhân Lưu Thành Sơn. Theo lời minh, hắn đi du học nước ngoài về Việt Nam làm việc từ năm 2012, nhưng công việc chưa ổn định, lại đang thiếu nợ bạn bè số tiền hơn 10 triệu đồng chưa có trả. Không những thế, thời gian gần đây mình còn buồn chán chuyện gia đình do bố mẹ mới ly hôn, bố về Singapore sống. Mình ở lại Việt Nam sống cùng mẹ và một người em. Mình lý nhí nói, thời gian gần đây cha tôi đã bỏ rơi mấy mẹ con tôi nên nhà tôi khá khó khăn. Và bản thân tôi cũng chưa có việc làm ổn định kể từ khi về Việt Nam. Số tiền tôi nợ người bạn trong nhóm tập võ khiến tôi rất buồn phiền vì không biết lấy tiền đâu ra để trả. Nên hôm đó tôi mới đi nhậu và gây ra vụ án này với vẻ mặt khá bình tĩnh, Minh kể lại rằng mọi chuyện bắt đầu vào đêm 22 tháng 2 năm 2016. Lúc đó Minh đang buồn chuyện thiếu số tiền 12 triệu đồng vay mượn trước đó mà chưa có tiền trả nợ, nên đã đi xe ôm ra phố Bùi Viện quận 1, ngồi uống bia một mình từ lúc 23 giờ. Tới hơn 2 giờ sáng ngày 23 tháng 2, khi đã khá say, Minh lại bắt xe ôm về khu chung cư cao cấp Jomann ở phường 22 quận Bình Thạnh. Theo lời Minh thì ngay từ đầu đã thỏa thuận giá tiền với tài xế xe ôm chỉ có 30.000 đồng cho quãng đường về. Chi tiết này có vẻ khá bất hợp lý. Về khoảng thời gian đó là quãng đường cũng khá xa nên tài xế xe ôm đồng ý giá tiền 30.000 đồng là chuyện hơi khó hiểu. Chiều ngày 22 tháng 2 năm 2016, Minh bắt xe ôm từ nơi ở của mình tại tòa nhà Zamaner đến đường Bùi Viện nhậu một mình. Dạng sáng 23 tháng 2, Minh đón xe của ông Sơn trở về tòa nhà với giá 30.000 đồng. Nhưng khi trở về người sẽ ôm lại đi không đúng đường, mình cũng say xỉn nên không biết đường khiến cả hai lạc vào hẻm 212. Lúc này ông Sơn đòi Minh phải trả 100.000 đồng nhưng mình chỉ đồng ý trả 50.000 đồng và ông này đã phải trả lại 150.000 đồng. Người lái xe không chấp nhận, giữa mà hai người xảy ra cự cãi, ông Sơn buông tiếng chửi thề, đang có rượu lại bị chửi nên mình bực tức và ra tay quật ngã khiến ông Sơn bất động. Sau khi lục soát và lấy toàn bộ giấy tờ tùy thân, đồng hồ và một ít tiền của tài xế xe ôm, Minh lên xe của nạn nhân tính chạy, nhưng ngay lúc đó người tài xế lại tỉnh dậy, thấy vậy Minh liền xuống xe dùng tay siết thêm lần ba cho đến khi nạn nhân bất tỉnh hoàn toàn. Trước khi tẩu thoát, Minh còn xuống xe tìm lại cặp kính đã bị rơi trong quá trình giằng co với nạn nhân, nhưng không tìm được và còn kiểm tra xem tình hình của nạn nhân, thấy người này vẫn còn thở lời khai này của minh cho thấy ít nhiều mâu thuẫn như việc minh bảo rằng mình nhậu mấy tiếng đồng hồ và đã say xỉn nên không nhớ đường về nhà vì thế không thể chỉ dẫn được cho tài xế đi đúng đường nhưng thực tế minh vẫn đủ sức gây án sau đó lại có thể chạy xe một mình về tận nơi và cất giấu chiếc xe ở bãi giữ xe tòa nhà trung cư sau khi gây án, Minh vẫn nghĩ ông Sơn chưa tử vong mà chỉ là bị ngất nên bèn đi lấy giấy tờ, điện thoại và dùng chiếc xe của nạn nhân rời khỏi hiện trường. Về đến nhà, Sơn đem ném toàn bộ giấy tờ, điện thoại, quần áo và sọt rác rồi vào nhà ngủ. Cậu ấm 9X đi chữa bệnh tâm thần. Khi làm việc với cơ quan công an, mình vẫn chưa hay biết người tài xế xe ôm đã tử vong sau khi hắn bỏ đi khỏi hiện trường nên rất thoải mái khi kể lại sự việc. Cũng theo lời cậu ấm 9X, Hắn không hề có ý định tước đoạt mạng sống của tài xế xe ôm hay cướp tài sản, mà là do xung đột bộc phát về khoản tiền phí xe ôm nên mới gây ra cờ sự trên. Việc dùng các thế võ đã học tác động vào vùng cổ nạn nhân cũng chỉ là muốn người này bất tỉnh chứ không chú ý sát hại. Còn hành động lấy sạch tài sản, giấy tờ của nạn nhân theo lời Minh là nhằm để che giấu hành vi phạm tội chứ không phải là cướp. Tuy vậy, xét theo logic thì những lời khai của mình có phân khá bất hợp lý cho thấy sự việc không đơn giản như Minh trình bày. Sau hơn một năm xảy ra vụ án ngày 23 tháng 7 năm 2017, cơ quan công an đã đưa Nguyễn Hoàng Minh hung thủ trong vụ án ra tay sát hại tài xế xe ôm đi chữa bệnh tâm thần theo diện bắt buộc. Vụ việc mà Minh gây ra khiến nhiều người tiếc nuối cho tương lai tươi sáng của Minh. Chỉ vì có men rượu trong người, tâm trạng buồn bực lại kích động bởi tài xế xe ôm khiến Minh không làm chủ được cảm xúc và hành vi của mình, đã ra tay tước đoạt đi mạng sống của người tài xế. Giá như Minh biết kiểm soát tâm trạng và cảm xúc của bản thân, gã đã không gây ra hành động dại dột trên. Hành động của Minh vừa tước đoạt đi sinh mạng của một con người, vừa tự tay phá hủy tương lai của chính hắn. Còn các bạn có suy ngẫm gì về vụ án gã võ sư con nhà giàu ra chiêu tàn độc với tài xế xe ôm chỉ vì 30.000 đồng? Miễn án vì bị bệnh tâm thần nêu trên hay không? Bạn muốn PKT làm về tiểu sử giang hồ, tử tù hay người nổi tiếng nào? Cùng để lại bình luận bên dưới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Ấn đăng ký và like để xem tiểu sử giang hồ, tử tù, người nổi tiếng mỗi ngày trên PKT.